Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Mừng tuổi mới, Buka khiến người hâm mộ dậy sóng bằng bộ ảnh khoe đường cong quyến rũ. Nữ diễn viên Buka biến hóa đầy cá tính trong bộ ảnh mang tôn hồng tươi thời thượng, sang chảnh ngọt ngào, đồng thời bật mí những dự định trong năm sau nhân dịp mừng tuổi mới. Vào cuối tháng 10 hàng năm, nữ diễn viên Buka đều cùng những người hâm mộ của mình chia sẻ niềm vui đón tuổi mới. Hoạt động trong showbiz đã khá lâu, Buka luôn cảm thấy ấm áp hạnh phúc và tự hào khi bên cạnh mình luôn có những khán giả ủng hộ, đồng hành và khích lệ cô trong mỗi dự án sản phẩm mà mình ra mắt. Năm nay, Buka đã dành thời gian cùng ekip đầu tư thực hiện một bộ ảnh cực kỳ xinh xắn, độc đáo và ngọt ngào với tông màu hồng thời thượng để mừng sinh nhật cho bản thân, đồng thời cũng là để dành tặng cho những fan hâm mộ đã yêu thương cô trong suốt thời gian vừa qua. Nữ diễn viên cho biết như sau: mỗi năm vào sinh nhật của mình, Buka đều thường cùng người hâm mộ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến niềm vui nho nhỏ cho các em bé bị cơ nhỡ. Tuy nhiên, năm nay vì tình hình đại dịch, bệnh vẫn chưa ổn định và nhiều lý do khách quan khác không cho phép, nên Buka không tổ chức hay kêu gọi rình rang mà chỉ mua gạo để giúp đỡ những người khó khăn ở quê mình. Buka tin rằng chỉ cần mình cố gắng làm những điều nhỏ bé ý nghĩa cho mọi người xung quanh thì cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp. Còn riêng với bản thân mình, Buka thực hiện bộ ảnh đậm chất thời trang màu hồng lần này là để tiếp tục chính mình phải trẻ trung hơn, yêu đời hơn, giữ được nguồn năng lượng tích cực trong bất kỳ hoàn cảnh nào để có thể truyền cảm hứng đến cho mọi người. Trong bộ ảnh được thực hiện tại studio, Buka có những shot hình vừa bánh bèo theo kiểu công chúa dâu Tây với chiếc đầm ngắn và mái tóc lự tính, lại vừa có chút gì đó ngổ ngáo theo kiểu cô gái thành thị với bộ trang phục phối màu theo phong cách lập thể và giày thể thao. Bên cạnh đó, Buka còn khiến khán giả ấn tượng với sắc đồ có điểm nhấn là chiếc áo choàng lồng màu pastel vừa sang chảnh vừa quyến rũ theo đúng tinh thần chick flick của những tín đồ thời trang thứ thiệt. Ngoài ra, những sắc đồ khác mà Buka và ekip kỳ công chuẩn bị cho bộ ảnh mừng sinh nhật này như áo đầm công chúa với chất liệu voan mềm mại, áo choàng nâu trắng phối cùng trang phục họa tiết da thú độc đáo, vân vân, cũng khiến hình ảnh của Buka trở lên đa dạng và đầy biến hóa hơn trong mắt khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.